Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã đến với Base Academy. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách tổng hợp các đề xuất bằng giấy trở thành một file Excel theo mẫu của Base cung cấp. Mục đích của video này là giúp anh chị tổng hợp được một file Excel giống như thế này. File Excel gồm mỗi một dòng ở đây là một cái đề xuất mà anh chị sẽ sử dụng trong tương lai. Và ở trong đây sẽ có tất cả các thông tin theo nhu cầu của công ty các anh chị. Mục đích của việc này là sau này khi triển khai Base, các anh chị có thể upload hàng loạt tất cả các đề xuất anh chị đã chuẩn bị trước đó lên trên hệ thống Base Request. Thì khi lên phần mềm, anh chị có thể ấn nút tạo đề xuất mới và tìm cái đề xuất mình muốn này. Thì chúng ta sẽ có một đề xuất dưới dạng là e-form trên hệ thống. Thay vì các anh chị phải nhập từng cái đề xuất một thì các anh chị có thể tổng hợp trước đó và chỉ cần upload lên là được. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cách để chúng ta sẽ tổng hợp một mẫu đề xuất có tên là giấy đề nghị tạm ứng. File mẫu Excel thì nó sẽ có giống như dòng 12 ở đây, đó là đầu tiên đó là tên đề xuất này, anh chị cần điền đó là giấy đề nghị tạm ứng. Tiếp theo là người duyệt, anh chị cần lưu ý là điền username của người duyệt. Nếu nhiều người thì cách nhau bằng khoảng trống, ví dụ như là Tuấn Anh cách Viễn Trần. Người theo dõi này, người theo dõi là người cần nhận thông tin về cái đề xuất này và người này thì không tham gia duyệt. Cột thứ tư đó là quản lý trực tiếp, thì nếu mà cái đề xuất này cần phải xét duyệt từ người quản lý trực tiếp thì các anh chị sẽ chọn yes, còn không thì mình sẽ chọn no. Cột thứ năm đó là quy trình xử lý, thì có dạng là lần lượt, đồng thời và chỉ cần một người. Ở đây nếu mà lần lượt thì các anh chị sẽ chọn sequential, đồng thời anh chị sẽ chọn là parallel, và nếu mà chỉ cần một người thì sẽ chọn là single. Cột tiếp theo là cột F này, thì chúng ta sẽ có phần category, nghĩa là cái mẫu đề xuất tạm ứng này thuộc phân nhóm nào và do phòng ban nào quản lý, thì tôi đang để là kế toán. Tiếp theo phần mô tả thì thường sẽ ghi rõ các quy định và cách sử dụng của mẫu đề xuất. Cột H là chúng ta đang phân quyền ai có quyền sử dụng mẫu đề xuất này. Nếu các anh chị để trống thì mình sẽ sử dụng cho toàn công ty, còn nếu mà chỉ sử dụng cho một số phòng ban cụ thể thì anh chị sẽ liệt kê các phòng ban được quyền sử dụng mẫu này tại đây, tại cái ô này. Progressing SOA nghĩa là thời gian phải duyệt đề xuất. Ở đây thì chúng ta sẽ điền số giờ, tính từ khi mà người đấy gửi đề xuất thì trong bao lâu cái đề xuất đấy phải được duyệt. Đấy là một số thông tin căn bản. Tiếp theo chúng ta sẽ đến các trường. Ở trên đây tôi đang ký hiệu đó là Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Q thể hiện là các thông tin mà người nhân viên cần phải điền. Ví dụ như chúng ta có đó là kính gửi chẳng hạn như vậy, thì trong mẫu đề xuất này có thể là biết yêu cầu người ta phải điền, nhưng mà thực tế thì có thể cái này nó sẽ cố định. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng trường ký hiệu là title, kính gửi ban lãnh đạo công ty, ngoặc vuông title, A còng, dấu sao, thể hiện là cái thông tin này là một thông tin bắt buộc phải điền. Ở đây thì tôi có để Q1 là kính gửi ban lãnh đạo. Các thông tin về ngày tháng năm thì trên hệ thống sẽ tự lấy tính từ thời điểm mà người ấy gửi cái đề xuất online. Tôi tên là, phần tên của nhân sự hệ thống cũng sẽ tự lấy khi người ấy gửi đề xuất. Tiếp theo là bộ phận. Bộ phận thì tôi hiểu rằng công ty sẽ có một danh mục các bộ phận và mình có thể cài đặt sẵn, nên là tôi sẽ đề xuất anh chị sử dụng trường ký hiệu là select 2 chấm, lựa chọn số nhất, phẩy, lựa chọn số 2, phẩy, lựa chọn số 3 và đóng ngoặc. Cách để mình đính kèm trong file Excel sẽ là bộ phận A còng select tên bộ phận thứ nhất, phẩy bộ phận thứ hai, phẩy bộ phận thứ ba, đóng ngoặc và dấu sao. Dấu sao là bắt buộc những trường thông tin phải điền, và nếu không điền thì hệ thống sẽ không cho anh chị gửi đề xuất đi. Trường thông tin thứ ba đó là đề nghị tạm ứng số tiền. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý đó là dùng ký hiệu dạng số tiền, số tiền tạm ứng, dạng INT và đóng ngoặc. Dấu sao thì ở trên hệ thống nó sẽ như sau. Đề nghị tạm ứng số tiền nó sẽ dạng là dạng INT, và nếu mà anh chị không điền số thì nó sẽ không cho anh chị gửi đi, và nếu điền số thì nó sẽ tự động nhảy dấu phẩy như thế này. Tiếp theo có một trường thông tin là viết bằng chữ. Thì ở đây chúng ta cần phải sử dụng khái niệm đó là text, văn bản ngắn, số tiền viết bằng chữ, ngoặc vuông, text, đóng ngoặc vuông và dấu sao. Đây anh chị sẽ điền vào phần đây. Ở đây thì anh chị lưu ý là điền text nha. Tiếp theo chúng ta có phần lý do tạm ứng. Thường những phần liên quan đến lý do và diễn giải thì các anh chị sẽ điền những văn bản dài. Chính vì thế ở đây tôi để cái ký hiệu là text area, có nghĩa là văn bản dài. Chúng ta sẽ điền thông tin như sau là lý do tạm ứng, text area, sau đó đóng ngoặc vuông và để dấu sao. Trường tiếp theo đó là thời hạn thanh toán. Thì tôi hiểu cái này là dạng ngày, thì tôi sẽ đề xuất đó là date, ký hiệu là date, thời hạn thanh toán. Thì khi mà chúng ta để cái ký hiệu như thế này ở trong cái ô ở đây, thời hạn thanh toán Q6 này,
thì khi lên phần mềm đến cái phần thời hạn thanh toán, khi click vào đây thì nó tự động hiển thị ra ngày. Còn lại thì trên hệ thống cho phép chúng ta một số thông tin như sau. Đó là thông tin dạng daytime là ngày và giờ, dạng file là nếu mà anh chị cần đính kèm file, và cuối cùng là dạng float là dạng số thập phân, dùng trong trường hợp nếu mình cần điền tiền đô hoặc là một cái số tiền gì đó có số phẩy. Thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn về cách anh chị sẽ phân tích cái biểu mẫu của mình, chuyển thành các ký hiệu trên hệ thống và điền vào file Excel. Anh chị lưu ý là tất cả các thông tin từ dòng số 2 đến dòng số 11, đây tất cả chỉ là ví dụ thôi, tôi mô tả ra để các anh chị có thể dễ hiểu. Còn kết quả cuối cùng anh chị cần làm ra đó là một file Excel giống như thế này. Đây là thông tin mà anh chị cần chuẩn bị: tên đề xuất, người duyệt, người theo dõi, có cần quản lý trực tiếp hay không, hình thức duyệt, phân loại nhóm, mô tả nhóm nào được dùng, thời gian quy định phải duyệt cái đề xuất, và các trường thông tin theo đúng như quy ước mà tôi vừa giới thiệu. Nếu có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu thì anh chị có thể xem video hướng dẫn ở đây hoặc là xem bài viết hướng dẫn để có thể hiểu hơn về cách tổng hợp. Nếu chưa tìm được câu trả lời cho thắc mắc của bản thân, anh chị có thể comment ở dưới video này hoặc là có thể trao đổi với bạn đang tư vấn tại công ty của các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.